phật dạy này thiện hiện nếu các pháp dục ác bất thiện có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh thì khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát chẳng nên thông đạt tất cả pháp dục ác bất thiện đều lấy vô tánh làm tự tánh xong có thể nhập sơ thiền và an trụ trọn vẹn có thể nhập đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn vì các pháp dục ác bất thiện không có tự tánh tha tánh chỉ lấy vô tánh làm tự tánh nên khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát thông đạt các pháp pháp dục ác bất thiện đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi có thể xa lìa các pháp dục ác bất thiện có tầm có từ ly sanh hỉ lạc nhập sơ thiền an trụ trọn vẹn tầm từ tịch tịnh trong tâm thanh tịnh bình đẳng tâm tánh chuyên nhất không tầm không từ định sanh hỉ lạc nhập đệ nhị thiền an trụ trọn vẹn ly hỷ trụ xả tránh niệm tránh chi thân thọ lạc Phật dạy nên xả nhập đệ tam thiền an trụ trọn vẹn đoạn lạc đoạn khổ mừng lo tan biến chẳng khổ chẳng lạc xả niệm thanh tịnh nhập đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn này thiện hiện nếu các thần thông có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh thì khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát chẳng nên thông đạt tất cả thần thông đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi. Phát khỏi các loại thần thông tự tại vì các thần thông không có tự tánh tha tánh chỉ lấy vô tánh làm tự tánh nên khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát thông đạt thần thông đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi có thể khiến tâm phát khỏi thần cảm cảnh trí chứng thông cũng khiến tâm phát khỏi thiên nhĩ tha tâm túc trụ tùy niệm thiên nhãn trí chứng thông đối với các cảnh giới tự tại vô ngại này thiện hiện nếu quả vị giác ngộ cao tột của chư phật có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh thì khi xưa ta tu hành hạnh bồ tát chẳng nên thông đạt quả vị giác ngộ cao tột của chư phật đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không có tự tánh, tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh. Nên khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát thông đạt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi. Có thể dùng diệu tọa tương ưng một niệm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột như thật giác chi, thánh đế khổ tập diệt đạo, hoàn toàn không sở hữu, thành tựu mười lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vô biên công đức này thiện hiện nếu các hữu tình có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh thì khi ta thành phật rồi chẳng nên thông đạt tất cả các hữu tình đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi an lập ba nhóm hữu tình sai biệt vì các hữu tình không có tự tánh tha tánh chỉ lấy vô tánh làm tự tánh nên ta sau khi thành phật thông đạt hữu tình đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi có thể an lập ba nhóm hữu tình sai biệt tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo dẫn dắt khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng